ra tất cả của vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu. Thôi em hãy đi về, khóc chi làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai này chuyện hóa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật. Võ Xuân Quế. Hôm đó, vị tổ phụ của Ngô Mi sắp xếp lại nhà nhẹ nhàng nhưng chu đáo một cách đáng kinh ngạc. Vui tương lai đón chờ em, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Đặt trong thùng rác để trong phòng ngủ. Quả thực, cụ đã mang một đống những đồ cũ kỹ từ trên các mái xuống và chất chung quanh lò sưởi. Mình cũng nắm tay mà giật lại thôi nha. Giả bộ ngài, giả bộ làm giá rồi đó. Mình ra khoái. Rồi, ok, tiếp tục là bình luận của bạn Tuyết Mai nè. Bạn nhớ ngày mưa hôm đó, cả đám lớp mình á đứng ở bậc thềm đợi mưa ngớt để đi về. Mình đứng ở một cái bậc thấp nhất, mọi người đều đứng cao hơn một bậc. Đột nhiên cậu ấy bước xuống, đứng sát ở bên cạnh mình. Vào cái khoảnh khắc mình quay qua nhìn và chạm mắt cậu ấy, mình thấy ấm lòng lắm luôn. Ngày đến bây giờ mình đã biết chuyện tình đôi ta, em hãy xem là gì.